Xin chào tất cả các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp những hạt đậu. Mình sẽ sử dụng những hạt đậu này để sắp xếp phần một môn cho các bạn xem.
sắp xếp một ông lên tiếp cho các bạn xem.
sắp xếp những hợp đồng này cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ sử dụng những hạt cầu này để sắp xếp tiếp cho các bạn xem. Thank you.
xây dựng những hợp đồng này để rồi sắp xếp tiếp cho các bạn xem.
sử dụng hạt đậu này để làm thì tìm câu này nữa kìa. Là kẹo này sắc hơn này.
sử dụng những hạt đồ này để sắp xếp thịt cho các bạn xem.
Thank you.
tiếp tục sử dụng nhập hạt đâu sẽ nhập hạt đâu đây để sắp xếp tiếp được các bạn xem.
Thái Lan vượt Tiệc Ấn Độ. Thấy Tiệc Ấn đang ở U2 có 150.000 đấy nhá. Vâng, như là em tập 4 với con tập, tập 4 đối với tập 5 nữa đi. Mà đưa lên tập 3 nha, chắc có thêm 150 nha. Chưa, anh Vinh đã đi chờ muốn không? Ngày mùng 3 rồi.
10 ngày nữa là những anh sẽ mời Helen Coffee. Không, không để được thua. Tiếp tục sử dụng những hạt đầu tiếp theo để sắp xếp tiếp cho các bạn xem.
Con để lẹ lắm đi, để ăn lặn nó làm chụp ảnh được. Đủ giá. Hả? Thảm đất trượt cuốn to rồi phải không? Con chân là đó. Đủ chắc này chắc hẳn đủ hai bộ hai giờ nữa. Mình tiếp tục hoàn sắp xếp những hợp đồng này tiếp cho các bạn xem. Thì chị tiểu giảm 30% lớn, 250 giờ ăn làm ít mà 250 giờ mà chỉ câu là trong tạm mất 70 giờ nữa. Không. 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 Nếu muốn mua bảo hiểm đấy là phải qua bên kia rút bảo hiểm ra bạn. Đã có bảo hiểm xã hội mới chưa rút ra đấy. Công ty cũ á là con bảo hiểm xã hội bên nữa không chứ cũng đóng luôn thường chí có chỉ môn hưởng chia là một lần mình đóng tiếp để mà tới đủ mấy chục năm đó thì mới có hoặc mình đóng 5 năm chứ mấy. Chứ việc là bên cổ đình hay bên ở cổ đình thì ngay du lịch lần khác ngang bên đi quá. Nếu mà rụt ra thì mất 5 năm. Nếu mà rụt ra là bạc luôn.
nữa, 2 năm trước lớn. Từ năm đầu năm 2020 á là đã tạm nứng động rồi. Như chỉ là hơn 2 năm thôi. Đấy là bên cạnh bên đi. Thì bên đã làm hàng ngày là có thêm mấy trăm triệu tiền ngoài á. Còn lương là cái 1 năm triệu 6 triệu. Mới động bảo hiểm xã hội lại đấy, nó rụng bên nó động bên cái rồi bảo hiểm nhân thọ thế, hả? Không, vừa rồi vừa đoạn vừa mang bao á, nó có bao á. Và tuy nhiên trường là đi làm lại bình thường. Bây giờ vẫn phải đọc một thứ ba bằng phản. Nếu mà nghỉ ở nhà phải đọc tiền bảo hiểm. Tôi đọc tiền bảo hiểm. Bên chứ bên là trường bên là làm. Hai mươi lăm triệu. Sáu năm, một năm dịch là 7 năm. Năm dịch đi làm cho vui chứ còn không được gì hết. Mấy triệu đấy, toàn nhờ phụ huynh dụng, nó là phụ huynh bồi dưỡng đấy, mua tới thấp, giờ cái nón chưa mua thấp hết, mất tiền thôi, không được, bên lại với hàng biệt đỏ chân là có phụ huynh bồi dưỡng đấy. Vì hạng tỉnh cao hơn cơ bản chụp cho mấy. Điều ở đó sửa hơn cả là được vô đó đình xin về gì chỗ tính nhá.
mà làm gì nữa, bà cô một 47 đứa trong cống á, nó bên bên đấy thì ít. Trường bên ở cái tay có cái lửa mà lửa cùng ngang tuổi mình á, 91 mà mới 92 á, mà toàn là cái nhà toàn làm cái bánh bỏng á, gửi có một tháng cứ tháng 500 tháng 500 đó cho điêu đó bất cả tương có mùa quỷ. Đi lập mua có 100 cái lửa nữa, lửa nữa là đi từ lộng mô lên lộng này là cố 100 hết. Họ gặp họ có tiền, mình cứ một đời lễ rồi là mình đứa. Học bên ở vừa ăn xin làm cũng đừng lợn nữa là gửi trẻ mô mỗi phố là đi theo trẻ là 3 năm để khi hàng hệ thống mâm nó nữa. À, xin 3 năm nữa. Không, đừng lập làm sổ sách mình. Từ mấy năm đầu tiên vô là chưa biết ai là cho điêu nữa, qua năm thứ hai là biết ai đi theo rồi, à, là cái mô được cho thêm hết. Vừa làm đó 5 năm thôi, cũng có 5 mô đừng lợi đâu. Mình vẫn là tiếp tục sắp xếp những hoạt động liên tiếp cho các bạn xem.
Thank you.
sắp xếp xong những hạt đường đây cho các bạn xem. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại.